Campong, hệ thống cơm gà Hải Nam lớn nhất tại Hà Nội. Bạn đã thử chưa? Thưa quý vị, Bộ Công Thương đề nghị EVN tập trung nguồn lực để hoàn thành báo cáo quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022. Và đây cũng là căn cứ để Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành việc tính toán phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị EVN tập trung nguồn lực để hoàn thành báo cáo quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022 của công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên, đồng thời làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín để kiểm toán các báo cáo theo đúng quy định. Trên cơ sở các quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022 của công ty mẹ EVN và các đơn vị thành viên đã được kiểm toán độc lập khẩn trương báo cáo Bộ Công Thương để phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan kiểm tra công bố công khai kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022.